Úi trời, nhìn thấy thì rung mình nhỉ. Tình trạng áp xe răng có mủ xuất hiện là do nhiễm trùng từ vết thương trước đó, và bạn không nên tự ý nặn nó ra đâu nhé. Bạn cần sử dụng kháng sinh và đến gặp nhà sĩ ngay. Tuy tình trạng mà nhà sĩ có thể chỉ định giải áp xe, nhổ răng hoặc là điều trị nội nha. Và điều quan trọng á, đây là tình trạng cấp tính, cho nên là bạn phải đến gặp nhà sĩ càng sớm càng tốt. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.